Xin đừng kính chào quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ ba, ngày 13 tháng 12 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn cùng và tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long hôm nay thì giá ổn định so với ngày hôm qua nghe quý bà con. Trong một vài ngày trở lại đây thì tình hình giá thanh long cũng ít biến động. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì có thể tiếp tục ổn định và có thể tiếp tục tăng. Tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay khu vực miền Tây thì loại 1 đang có tầm từ 35.000 đến 36.000 đồng ký. Loại 2 thì đang có tầm từ 30 đến 32.000 đồng ký, còn loại 3 thì đang nằm trong từ 25.000 đến 26.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng ký tùy theo từng khu vực khác nhau. Đây là tình hình giá thanh long ở khu vực miền Tây, giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nha quý bà con, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây thì đội 1 hàng đẹp đang có mức đồng từ 16 đến 18, hàng sàn thì đang có từ 13 đến 15, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang có mức giá lần lượt là 13, 14, 15, bò sàn thì 11, 12, 13, hàng vip hiện nay thì đang có mức đồng từ 16.000, còn hàng giạt thì đang có mức đồng từ 4.000 đến 5.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa. Tiếp đến là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì giá thấp hơn khu vực miền Tây từ 2.000 đến 3.000 đồng ký. Long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang có đồng từ 32 đến 34, loại 2 thì đang có từ 27 đến 29, còn loại 3 thì đang có từ 22.000 đến 24.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi, tùy theo từng thương lái. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin chúc cho toàn thể và nông dân quý vị các bạn đang xem kênh có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, nhiều niềm vui và may mắn. Xin chúc cho toàn thể quý vị và nông dân mình thì sẽ luôn luôn có được những vụ mùa thật là bội thu, thành công, đạt năng suất lợi cao.